như tôi thì về cái việc mà dán lên khắp nơi cả cột điện cho đến tường này thì tôi thấy là cái nét văn hóa như thế là nó, cái thứ nhất là cái về cái mỹ quan đô thị là nó không đảm bảo, cái thứ hai nữa là trông nó phản cảm thì thực ra nó bẩn. Tình hình cái việc này là nó gây, tức là mất cái cảnh quan của làng xóm đi, nông thôn đổi mới phát triển rồi nhưng mà cứ tường cứ dán này thì cảm thấy nó mất mỹ quan. Ủy ban nhân dân phường biết là các cái trục đường chính của phường đã treo các cái biển phản cảm là không đúng quy định. Đến thời gian tới chúng tôi cũng chỉ đạo bên văn hóa, bên công an và bảo vệ dân phố sẽ làm dứt điểm, không để tình trạng tái phạm và diễn biến tiếp tục xảy ra. Ở địa phương thôi thì thực tế là cũng có những cái trường hợp mà dán những cái khẩu hiệu liên quan đến tín dụng, nói thật là nó liên quan đến tín dụng và các hình thức cho vay. Thì cái này chúng tôi nhận thức nó là một cái tiềm ẩn, một cái nguy cơ tín dụng đen. Đối với những biển mà dán trên địa bàn này, chúng tôi giao cho lực lượng đoàn thanh niên và chỗ công an xã đi gặp là những trường hợp mà dán là cương quyết là mời về trụ sở ủy ban xử lý, và nếu mà phát hiện đã dán rồi thì phải bóc rỡ xuống để tránh trường hợp là bà con nhân dân là nắm thông tin đấy lại liên hệ đến cái hệ thống tín dụng đen đấy, nó tiềm ẩn cái nguy cơ bất cập. Kính thưa quý vị, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo ngoài trời, nhất là việc đặt biển hiệu quảng cáo của các hộ gia đình cá nhân cũng cần được các ngành chức năng quan tâm hơn nữa, bởi chính những biển hiệu quảng cáo này khi đã vi phạm sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Chỉ khi thực hiện thanh kiểm tra, các ngành chức năng mới phát hiện và việc xử lý vi phạm lúc đó có lẽ đã không còn kịp thời.